Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán nha các bạn. Hôm nay mình nói về tìm số tự nhiên x biết x nè lớn hơn 145 và nhỏ hơn 150. Khi để tìm x là số tự nhiên thì bạn nhớ giúp mình số tự nhiên là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vân vân và vân vân, gọi là số tự nhiên. Khi để tìm x thỏa mãn điều này thì rất đơn giản. Mình viết lại đề lần nữa các bạn. 1, 4, 5 x lớn hơn và nhỏ hơn 1, 5, 0. Thì các bạn để ý giúp mình cái phần này giúp mình. X lớn hơn 1, 4, 5 thì để kiếm số tự nhiên lớn hơn 1, 4, 5 thì các bạn cộng thêm 1 giúp mình. Hiểu chưa? Vậy x của mình là 1, 4, cộng thêm 1 ra 1, 4, 6. Tiếp tục các bạn lấy cái hàng này cộng thêm 1 nữa giúp mình. 1, 4, 7, 1, 4, 8, 1, 4, 9, 1, 5, 10. Và tới đây mình cảm giác là mình nên dừng. Bởi vì sao? Tiếp tục các bạn xét x nhỏ hơn 150. Mà 150 có nhỏ hơn 150 à? Không, nó bằng nên các bạn bỏ đi. Vậy x của mình là 146, 147, 148 và 149. Ok chưa ạ? Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.